Mizu, nàng hot girl V-Biz độc lạ số 2 khó ai dám nhận số 1. Nổi tiếng sớm nhưng cả thèm chóng chán, đang làm ngôi sao thì bỏ đi kinh doanh, tự thành phú bà tay đầy sổ đỏ, nhà đất dài khắp nơi chẳng cần dựa hơi ai hết. Hôm nay thì Mizu quyết định là sẽ dành một buổi đi trao những cái quyển sổ đỏ cho các khách hàng của mình. Khẳng định không cần bạn trai thành đạt nhưng giờ lấy chồng thiếu gia. Nhưng cái người đó mà có kinh tế thì quá tốt, không có vấn đề gì để nói. Nhưng mà nếu như mà người đó không có mạnh về kinh tế thì đối với Du nó cũng không phải là vấn đề. Kết hôn đúng người chẳng ngại flex, biến anh chồng kiệm lời thành quý ông cùng vợ không thể giấu. Mizu chắc chắn là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất trong làng giải trí Việt. Cô đã có một sự nghiệp huy hoàng rực rỡ, một năng lực không phải ai cũng có được và giờ thì là cuộc hôn nhân mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Từ xưa đến nay Mizu luôn nổi tiếng là mỹ nhân học giỏi của Vbiz, suốt 12 năm học cô luôn là học sinh giỏi. Mà theo người đẹp này chia sẻ gia đình cô không theo nghệ thuật, bố thì muốn con gái theo nghiệp công an, mẹ thì muốn con học dược để ra mở tiệm thuốc, bố mẹ cô không coi trọng công việc làm nghệ sĩ. Tuy nhiên Mizu lại thích vẽ, thế là cô nàng dành dụm tiền riêng để đi học. Và chứng minh cho bố mẹ thấy năng lực bản thân khi thi đại học vừa đỗ thủ khoa cao đẳng văn hóa nghệ thuật lại vừa đậu á khoa đại học kiến trúc. Sau đó cô chọn học kiến trúc nhưng vẫn tham gia vào showbiz. Năm đó là em đỗ á khoa đại học kiến trúc và thủ khoa cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Dù là thế nhưng duyên với showbiz của người đẹp này không sâu, cô nổi tiếng nhanh nhờ gương mặt xinh xắn nhưng cũng mau chóng hết hứng thú với làng giải trí. Mizu tiết lộ mình không có đam mê với hào quang showbiz, có thì vui mà không có cũng không sao. Thế là cô nàng chuyển nghề sang kinh doanh, bắt đầu bằng việc tự mở cửa hàng thời trang cho riêng mình, sau đó tiếp tục đầu tư vào khu phức hợp vui chơi, mua sắm 15 tỷ đồng. Năm 2020, Mizu cũng vừa cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình với số vốn bỏ ra khoảng 10 tỷ đồng. Cô nàng cũng được biết đến là một con buôn bất động sản mát tay, từng có lần người đẹp bán được 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối. Nhờ khả năng của bản thân, Mizu xây dựng được một sự nghiệp vững chắc đồng thời có được một khối tài sản khổng lồ. Người đẹp này không ít lần khiến dân chúng choáng váng khi khoe cả sấp sổ đỏ, cô còn có 3 căn hộ hạng sang và hàng loạt lô đất ở nhiều tỉnh thành. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn có 2 xế hộp tiền tỷ. Đương nhiên hàng hiệu thì nàng hot girl này cũng chẳng thiếu rồi, là một phú bà tự thân đích thực trong Vbiz. Nhờ có năng lực hơn người thế nên Mizu từ sau mối tình thất bại nhiều năm trước đã luôn xây dựng hình tượng một nữ cường không cần dựa dẫm. Người đẹp này từng khẳng định, mình không cần bạn trai giàu có, tôi chưa bao giờ nghĩ cần một bạn trai thành đạt, khá giả vì bản thân luôn nỗ lực độc lập về tài chính. Bất ngờ tới năm 2024 này người đẹp xây nhà mới cực khang trang, sau đó không bao lâu thì tuyên bố sắp lên xe hoa. Và chú rể của cô lại là chàng thiếu gia Minh Đạt, con trai của một ông chủ tập đoàn nhựa hàng đầu, hiện cũng đang là một tổng tài trẻ tài giỏi. Tuy nhiên với năng lực của bản thân, ai cũng thấy cả hai là gió tầng nào gặp mây tầng đó, quá là xứng lứa vừa đôi. Chồng của Mizu không chỉ đẹp trai, con nhà giàu, tài giỏi mà anh còn có điểm cộng cực kỳ lớn nữa mà ai cũng thấy đó là yêu Mizu quên cả lối về. Trong tất cả những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi, dễ dàng bắt gặp ánh mắt chú rể luôn hướng về cô dâu. Anh chàng luôn bật khóc trong những khoảnh khắc trọng đại và ai đi đám cưới cũng phải khen chú rể quá chân thành và đáng yêu. Ngoài ra, Minh Đạt ở cạnh Mizu rất khác, nếu bình thường anh kiệm lời ít nói, khá trầm tĩnh thì khi ở cạnh vợ đẹp là anh chẳng ngại nói lời ngọt ngào, thể hiện tình yêu mọi lúc mọi nơi, dù trong đám cưới hay ở những khoảnh khắc đời thường cũng đều mắt không rời vợ, miệng không ngừng luyên thuyên, tay thì nắm chặt tay không rời. Nhìn vào đây ai cũng nhận ra, Mizu đã thực sự gặp được tình yêu định mệnh của cuộc đời, lấy đúng người rồi. Tiếp theo nữa anh sẽ đồng thời hứa là sẽ luôn tôn trọng em, luôn đem làm nóc nhà. Và anh rất yêu em.